cũng trong dịp này, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã đến thăm động viên các đơn vị công trình ra quân sản xuất thi công đầu năm. Đến thăm FPT Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh bày tỏ vui mừng trước những kết quả nổi bật của đơn vị đạt được trong năm qua. Cụ thể năm 2022, FPT Đà Nẵng đạt mức tăng trưởng trên 20% cả về doanh thu và nhân lực, đóng góp ngân sách nhà nước khoảng 400 tỷ đồng, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ tạo môi trường sinh sống học tập làm việc với cảnh quan công viên cây xanh dịch vụ tiện ích tại khu đô thị fpt đà nẵng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố lê trung trinh ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của đơn vị đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới đặt kỳ vọng doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển gặt hái nhiều thành công góp phần xây dựng đà nẵng ngày càng hiện đại văn minh